Hello, chào các bạn, mình là An Lê đây và hôm nay mình sẽ bình luận về Lego Boy. Ok, let's go. Hiện tại mình đang cầm một chiếc Arduino để đi đường tết. Mình này chơi không giỏi con này lắm, nhưng cũng rất cool. Thì hôm nay mình sẽ kỷ niệm 50 sub của mình, mình sẽ bình luận. Ok, theo các bạn thì mình sẽ dưới mình sẽ bình luận. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Let's go. Bạn lớn chi bình thường á. Bình thường. Bất cứ ai cũng thế. Đặt bẫy cấp chốt nhá. Open. Bốn mới được thông báo như vậy. Không biết sao mình chọn đuôi em để mình làm cái niệm bé từ đó thì series này là series lên chung chung thì bạn nào thích thì like và share cho mình. Defeated. Lên bạn. Defeated.
chưa được cục cái kẹp đây đi bắt để vô đập luôn. Anh đi lên bò lại bò lại bò lại mày vô chưa hết luôn. Rồi, rồi, rồi. Ôi, chỗ có bao nhiêu con. Ôi, dừng cô rồi. Ok, con chút lô hình. Bắt đầu hình. Ôi, trời ơi. Ôi, trời ơi. Ôi, trời ơi. Ôi, không chết. Ôi, mình vẫn không chết. Cái đội hình bến đã bị sang bằng. Không ai còn sống cả. Không đủ mày. Tao ơi, ơi, ơi. Tao không ăn nào tặng nữa vậy. Sao tao không chết gì tướng mà tao chết gì chậu gì không bao giờ định mệnh ban heo để ra bảo vệ đường chính đây còn 3 giây mình để hồi sinh. Ok let's go đi tiếp thôi. Anh Niên làm gì ra vậy? Chờ xíu chờ lên liền. Thế tập về bãi. Ôi lại tôi chết một kiêu. Chúng ta hiện giờ đây tướng vét má rồi đi gớm. Khá là ghê. Đấy giờ đứng vô được farm ở cái chỗ trên nè. Đợi trụ farm farm liền farm. Không để cái trụ nào bắn luôn. Ghét quá. Ủ gì bây giờ ơi này thì chờ tí nữa cả chị đang me cái trụ trên. Ok lại cùng lại đấy đừng bỏ đừng anh ơi tao chết này anh ơi tao anh ơi tao ơi sao mày ơi anh yêu ca rồi ngon lành cạnh đau con Alice này mà anh mày định ca ít rồi năm mươi lăm mày mày này lên vậy rồi không đi lên giờ đây thôi. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Ok bye bye.